sát những lời tâm thần. Rồi khi con hơi đần mùi tôi em hét lên rồi em điên điên em nóng cháy những lời ấm đầu bên phải không có trái đâu mùi tôi em hét lên rồi em điên điên em khiến anh tức nhưng là một món quà em sẽ cay áo ở giây thứ ba anh còn phải quay lại vì lần thứ hai vậy kết điếu không sao mà chịu được không không anh sẽ phải chơi cùng để cho em phải dẫn cài được sẽ kêu lên không không lúc sau thì có vơi được bởi vì đâu anh thấy điên cuồng em ngót sớt những lời tâm thần đôi khi con hơi tần mười tôi em hét lên hồi em điên điên em nóng cháy những lời ấm đầu bên phải không có trái đâu mười tôi em hét lên hồi em điên điên lấy cái súng trong kiểu thần kinh nghe như thuốc độc mà ngon nghe người ta đã nói cháy ngay không nên đi bộ em ngót sớt những lời tâm thần đôi khi con hơi tần mười tôi em hét lên hồi em điên điên họ truyền tay nhau đừng uống thuốc em vào em hôn cho phát không một cảm xúc nào vì em thấy cao anh nhiều lắm đâu mà vì ngọt như bé đừng cho thêm đường không không anh sẽ phải chơi cùng để cho em phải dẫn cài đường sẽ kêu lên không 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 lúc sau thì có vơi được ở phía đâu anh thấy điên cuồng em ngó sót những lái tâm thần từ đôi khi con hơi đần với tôi em hét lên ồ em điên điên em nóng cháy những lái ấm đầu bên phải không có trái đâu với tôi em hét lên ồ em điên điên lấy cái dùng kiểu thần kinh ghê như thuốc độc mà ngon ghê người ta đã nói cháy đi không còn nên đi bộ em ngó sót những lái tâm thần từ đôi khi con hơi đần với tôi em hét lên ồ em điên điên giống như em đang dần ngu theo nó không quá là hai con đều tâm thần anh bao cái gì em điên với sao đừng ra vỡ rằng anh không yêu thích con đâu em lo sao như lại tâm thần từ đầu khi con hơi đần mùi to em nghe lên ồ em điên điên em nóng cháy như lại ấm đầu bên phải không có trái đâu mùi to em nghe lên ồ em điên điên lấy cái dùng kiểu thần kinh độc mà ngon ghê người ta đã nói trái đi không còn nên đi bộ em ngó sót những lái tâm thần từ đôi khi con hơi đần với tôi em hét lên ồ em điên điên.